Gia đình em chỉ còn có mình em mà. Ngoại em hy vọng vợ em nên giấu ngoại em luôn, không có cho ngoại em biết đâu. Thời gian sau mới cho ngoại biết luôn. Ngoại cũng từ luôn, không có chấp nhận thiệt. Thì chồng em nó cứ hủ hỉ với lỗ tai em, nó cứ hả khuyên rồi này kia, rồi chị My rồi này kia với mấy người tình nguyện viên rồi xúm lại khuyên. Lúc đó mình còn nhỏ, còn nít, người ta hiểu mà, người ta khuyên mình. Mình cũng không có nghe người ta khuyên, mình chỉ biết giữ vững lập trường trong đầu mình là nghĩ là mình chết, mình tự dựng chết hay chơi ma túy cho rồi. Chích phát cho bao bố cục mà mua hả, cho chết mà mình đâu có dùng bá này đâu, hồi nào đâu mình biết. Hay đâm đầu vô xe hơi kéo cán, đâm đâu có dám, cứ khựng hoài, nằm bỏ ăn, bỏ ăn mà nó không có chết, nó cứ giật giờ giật giữa hoài. Người ta phiên mới đứng lên, đến bây giờ mới có bầu có con, không nhớ tới nó nữa, uống thuốc rồi mau sống với con với cái.